Hi guys, welcome to IELTS Fighter again, and my name's Ngoc Cúc, as you may know, and today we're going to talk about how to improve your score for lexical resource in the IELTS exam. Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về việc làm thế nào để nâng band điểm của chúng ta đối với tiêu chí lexical resource về phần từ vựng của kỳ thi IELTS. Ok, thế thì mình nhận được một câu hỏi từ rất nhiều các bạn học viên nhà mình là: cô ơi, cô có thể gửi cho tụi em những cái cụm từ nào mà dùng được trong bất kỳ một cái bài essay nào? Cô tạm gọi nó là any essay phrases. Những cụm là những cái phrases được dùng trong bất kỳ một bài thi IELTS essay. Và cô sẽ phải thừa nhận một điều rằng là để nâng lên được band điểm cao, thế thì cách học mà bạn đòi những cái từ mà nó dùng được cho hầu hết các bài essay thì nó sẽ không phải là một cái cách giúp bạn gain điểm nhiều về vocabulary. Đó, thì để gain được điểm được nhiều đối với kỳ thi IELTS writing thì cô kỳ vọng là các bạn sẽ học những cái vocabulary, những cái topic vocabulary, có nghĩa là những cái từ vựng mà nó chuyên cho một lĩnh vực nào đấy. Ví dụ nói về food thì chúng ta phải biết những cái từ dành riêng cho lĩnh vực food. Nói về schooling, nói về việc đi học ở trường học thì ta phải có một cái chủ, những cái từ vựng dành riêng cho chủ đề đấy. Nói về punishment, nói về crime, hình phạt, nói về tội phạm thì chúng ta phải có những cái chủ đề riêng, những cái từ vựng riêng dành cho chủ đề đấy. Thì đấy mới là một cách chính xác để giúp chúng ta nâng được cái band điểm về lexical resource của mình lên. Những cái cụm như là it is believed that, đó, hoặc là on the other hand, on the one hand, mặt này, mặt khác, thì tất thành tập những cái cụm mà dùng được cho tất cả các bài essay thì tụi nó chỉ mang tính chất là làm cho cái bài của bạn nó trở nên mạch lạc hơn, nó trở nên rõ ràng hơn và nó giúp đỡ rất ít trong việc chúng ta nâng band điểm về vocabulary, về từ vựng lên. Nó sẽ có tác dụng chính trong việc là làm cho bài nói của mình nó tốt hơn về mặt coherence and cohesion mà thôi. Ok, đó, thế thì cái chính quan trọng nhất để viết một cái bài essay tốt là phải có từ vựng liên quan đến những topic. Thế bây giờ lấy từ vựng này ở đâu và lấy ý tưởng như thế nào? Thế thì cô sẽ cho các bạn ba nguồn hay là ba nguồn đã set. Nguồn đầu tiên mà cô cực kỳ yêu thích và cực kỳ yêu thích, cô hay giới thiệu cho học viên nhà mình, đấy là một cái quyển sách, một cái quyển ebook có tên là Ideas for IELTS Topics. Những cái chủ đề, những cái ý tưởng dành cho các chủ đề của IELTS. Thì lý do cô quá yêu thích cái quyển sách này, đó là bởi vì nó sẽ cho bạn tách tần tật những cái chủ đề hay gặp đối với IELTS writing, education, rồi food and crimes and transportation, những chủ đề như thế. Và trong từng chủ đề đó nó sẽ chia ra những cái dạng đề hay gặp, nói về advantages, disadvantages, hoặc là những cái opinion về cái chủ đề đấy, tất tần tật đều có thể tìm thấy ở trong quyển sách đó. Và hơn nữa thì đối với những cái chủ đề đấy thì tác giả còn brainstorm giúp chúng ta là ok, chủ đề về advantages của vấn đề đó thì có những cái advantages nào, về disadvantages có những cái nào, positive, negative, opinion, discussion, hầu như tất cả đều có trong đó cả. Đó, thế thì cái việc mà chúng ta cần làm là người ta viết theo dạng câu đơn và nó có kèm những cái từ vựng rất hay ở trong đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu cái câu đấy có ý nghĩa gì và tìm cách để triển khai cái ý tưởng đó hoặc là gắn cái câu đấy vào trong cái bài essays của mình một cách phù hợp nhất về cả ngữ nghĩa lẫn ngữ pháp. Đấy là một quyển sách mình cực kỳ khuyến khích học viên nhà mình dùng khi mà viết về IELTS writing trong trường hợp các bạn chưa có ý tưởng và chưa có từ vựng. Ok, rồi, nguồn thứ hai mà mình muốn giới thiệu với mọi người, đấy là một cái trang web. Mình trước khi mình biết cái quyển sách này thì mình rất là hay dùng cái trang web này. Đấy là một trang web tên là debate.org, tức là debate tranh luận.org. Thế thì cái trang web này cái mà mình thích là bởi vì nó là một cái nguồn sống. Sống là sao? Có nghĩa rằng là cái chủ đề, những cái chủ đề mà người ta debate về agree or disagree, rồi pros and cons, thì nó tất tần tật hầu như những cái chủ đề mà mang tính chất là có thể debate được
thì nó đều nằm trên trang web này, và nó có thể bỏ phiếu rồi tất tần tật. Đấy là một cái trang web nó tương tác với người dùng, và các bạn chỉ cần gõ cái keyword có liên quan, và chúng ta hy vọng cái keyword đấy nó sẽ nằm ở trong cái topic, những chủ đề đang được discuss. Và sau đấy khi chúng ta click vào từng chủ đề, nó sẽ cho bạn thấy là một bên là bao nhiêu phần trăm người dùng là thumbs up, đồng ý, và một bên bao nhiêu phần trăm người dùng sẽ dislike cái ý tưởng này. Và đồng thời ở bên dưới, người dùng có quyền type những cái ý kiến của mình vào. Thì cá nhân mình cảm thấy nó rất là kiểu thật. Khi mà mình đọc, khi mà mình muốn tìm hiểu một chủ đề nào đó, mình thấy à, có những bạn như thế này, tên này đồng ý với lý do là, những bạn tên kia không đồng ý với lý do là, và mình cảm thấy kể cả mình cũng có thể góp phần để đưa cái ý tưởng của mình vào cũng được. Đó, thế thì giả sử trong trường hợp mình không có ý tưởng thì mình sẽ vào đấy mình đọc, à, mình thấy ý tưởng này hay và mình sẽ sử dụng ý tưởng này. Ta set. Rồi, đấy là một cái nguồn. Hoặc là mình có một trang web khác cũng với nội dung là tranh luận tương tự, nó tên là procon.org. Pro nằm trong pros and cons, ưu điểm và khuyết điểm .org. That's it, procon.org. Đó, thế đấy cũng là một trang web tương tự với cả debate. Rồi, cái nguồn thứ ba mà mình khuyến khích mọi người dùng là sau khi mình tìm được ý tưởng rồi ở trên hai trang web đó, rồi mình cũng có thể lấy ý tưởng của trên quyển ebook vừa mới nói ở mục số 1. Còn bây giờ giả sử khi mình viết thì mình cứ chỉ có những từ như thế thì dĩ nhiên là mình lặp lại thì nó cũng không hay. Do đó mình sẽ khuyến khích một cái nguồn mà mình sẽ tìm những cái từ tương đương để thay thế cho những cái từ mình đã tìm được ở trong cái ý tưởng. Ở phía trên thì cái nguồn này mình cũng đã nhắc qua một lần, nó là thesaurus.com. Thesaurus là một trang web để chuyên nói về những cái từ đồng nghĩa. That's it. Đó, mọi người chỉ cần nhập cái từ đấy vào là nó tự động bên dưới sẽ có rất là nhiều từ nó đồng nghĩa như thế. Nhiệm vụ của mọi người là tìm từ nào phù hợp nhất trong ngữ cảnh mình đang dùng là ok. That's it. Rồi, đấy thì chúng ta vừa giải quyết được cái vấn đề là làm thế nào để nâng được band điểm đối với Lexical Resource về lĩnh vực từ vựng trong kỳ thi IELTS Writing. Ok. Yeah, và mình tin rằng là với hai cái nguồn đầu tiên thì mọi người sẽ không còn gánh nặng gì nữa trong việc là không biết lấy ý tưởng từ đâu và từ vựng từ đâu. Yeah, goodbye and see ya.